Từ đây con nhẹ dính một cái đuôi đỏ lên. Từ bên ngoài tay chút. Từ ngoài tay. Không có cái hàng gì đâu. Rồi, một con nha. Sáng giờ mấy em sang coi hai cái chặt với lại con đuôi đỏ. Cái cần này tiếp tục có cá, có cá này nè. Dạ, hôm sẽ câu vào. Con này rồi. Con này dính nó một bàn luôn. Để trò câu lại nhiều cá hơn. Nãy giờ mấy anh vừa mới quăng ra xíu là cá, vừa mới quăng ra xíu là cá.